một ngôi mộ cổ có niên đại từ năm 950 đến năm 1050 sau công nguyên, đã được tìm thấy tại Na Uy. Đáng chú ý, kho báu này được phát hiện khi một gia đình tiến hành cải tạo nền nhà. Theo truyền thông địa phương, trong lúc cải tạo ngôi nhà cũ, một cặp vợ chồng đã phát hiện ngôi mộ cổ. Sau khi dỡ bỏ tấm ván để lắp đặt vật liệu cách nhiệt, các thành viên đã đào thêm xuống đất thì phát hiện một vật lấp lánh. Ban đầu họ nghĩ rằng đây là bánh của một chiếc xe đồ chơi, tuy nhiên khi tiếp tục đào bới, họ phát hiện thứ lấp lánh kia thực chất là hạt thủy tinh. Ngoài ra, còn có một đầu rìu sắt lớn và một số đồ vật bằng sắt khác nên trình báo chính quyền địa phương. Marianne Christianen, chủ căn nhà cho biết, kể từ khi ngôi nhà được xây dựng vào năm 1914, sàn nhà chưa bao giờ được cải tạo. Khi phát hiện mộ cổ, các thành viên đã vô cùng lo lắng. Theo luật pháp Na Uy, bất kỳ di tích văn hóa nào có dấu vết hoạt động của con người từ trước năm 1537 đều tự động được bảo tồn. Các nhà khảo cổ sau đó đã tiến hành khai quật toàn bộ ngôi mộ cổ. Martinus Hollis, một nhà khảo cổ học cho biết, các hiện vật được phát hiện dưới những tảng đá rất có thể thuộc về một ngôi mộ cổ của người Viking. Chiếc rìu được tìm thấy có niên đại từ năm 950 đến năm 1050 sau công nguyên và một hạt thủy tinh màu xanh đậm cũng có từ cuối thời Viking. Trong suốt 30 năm sự nghiệp, Hollis chưa từng phát hiện ngôi mộ nào như vậy. Những hiện vật này sau đó được gửi đến bảo tàng Chomsu để bảo tồn.